25 món ăn bạn nên thử trước khi lìa đời. Có rất nhiều điều con người ta hy vọng sẽ làm được trong cuộc sống. Một sự nghiệp thành công, vun bén cho gia đình êm ấp, kiếm thật nhiều tiền đó là một số mục tiêu phổ biến nhất của đời người. Tuy nhiên, đối với một số người, cuộc đời họ chỉ có một mục tiêu thật đơn giản, được ăn thử mọi sơn hào hải vị trên thế giới. Dưới đây là 25 món ăn bạn cần ăn thử trước khi sống hết cuộc đời. 1. Bánh quy hạt sô cô la của tiệm bánh Laven. Loại bánh quy này ngon hơn tất cả những loại mà bạn từng ăn trong đời đấy. 2. Món sờ gút bếp. Tên là sờ gút bếp nhưng đây không phải là bánh mì, cũng không phải là kẹo, mà là lá lách của một con bê, hoặc cừu. Nghe thì có vẻ không mấy ngon lành. Nhưng ngay đến khi mùi vị của nó chạm vào đầu lưỡi, bạn sẽ quên ngay lập tức việc nó làm từ cái gì. 3. Thịt gà quay lò. Đây không chỉ là món gà ngon nhất bạn từng ăn, mà mùi hương của nó còn hấp dẫn đến không ngờ. Nên ăn món này cùng khoai tây và nhớ là nấu chung trong một chảo. 4. Tôm hùm cuộn. Nếu có cơ hội được ăn món này một lần trong đời, bạn hãy ăn càng nhiều càng tốt nhé. 5. Mì da mên tươi không phải mì ăn liền. Mặc dù mì da men ăn liền khá được ưa chuộng, nhưng mùi vị của mì da mên tươi mới là số 1. Ăn một bát mì nóng hổi như vậy cảm giác như được ôm ngược từ bên trong cơ thể vậy. 6. Bánh men ngửa é tê ở cà phê Du Monge. Món bánh này có mùi vị như ăn một đám mây êm dịu nhúng bột đường vậy. 7 món gì ăn này chỉ gồm khoai tây và phô mai chảy bên trên. Người ta thường ăn kèm món này với dưa chua và cha cu tê và là món ăn đặc biệt nổi tiếng của ẩm thực Thụy Sĩ. Ngoài ra, bạn có thể tự làm chảy phô mốc hoặc bỏ đi đều được, ăn thế nào cũng vẫn ngon lành. 8. Khoai tây chiên chấm sốt mi lợi chấm thử một lần là bạn sẽ chết mê chết mệt món này. 9. Phu me tèo phô mai được mệnh danh là trứng cá muối của miền Nam. Món ăn này bao gồm phô mai đã qua chế biến, sốt mi lịt và bánh phô me tèo. Tuy chưa phải món ăn đặc sắc nhất, nhưng nó cũng là một món ăn ngon nhất mà miền Nam đóng góp cho ẩm thực thế giới. 10. Hạt rẻ rang Cầm một bịch hạt rẻ và rong rổi trên các con phố ở Paris là một ý tưởng hết sức tuyệt vời. 11. Gỏi sơ sao xây hãy cảm ơn nước Mỹ đã đưa món này đến với chúng ta. 12. Bánh mì dẹp ăn tối. Bất kỳ món gì. Bất kỳ thời điểm nào. 13. Cơm bi bốt pháp nóng trộn niêu. Những hạt cơm dẻo thơm dưới đáy niêu có thể làm bạn hạnh phúc cả năm trời. 14. Cua đá ở quán đá ở phía nam Lô Di ngon ngang với tôm hùm. Và món cua đá chấm sốt mù tạt chanh ở quán Di Ép là đỉnh nhất. 15. Dâu tây tươi hái tận tay. Những quả dâu đỏ mọng có vị ngon như thiên đường vậy. Không một loại dâu nào bán ở siêu thị lại có thể tươi và ngon đến thế đâu. 16. Món la đô. La đô là món ăn ý có thể giảm béo, tan chảy trong miệng như sô cô, la tươi vậy. Hãy ăn món này kèm với một ly rượu để hoàn thiện hương vị của nó. 17 bánh phen với si quả phong. Bạn cũng có thể thay pancake bằng bánh mì lát hoặc bánh xốp. Dù là gì thì độ ngon vẫn không hề suy suyển 18. Zika tươi. Món này rất dễ và bạn có thể tự làm được ở nhà. 19. Món xích ta tác. Việc ăn thịt sống có thể gây kinh sợ với một số người. Tuy nhiên món ăn này thì lại phá bỏ hoàn toàn cảm giác đó cứ tưởng tượng nó là một chiếc bánh mô gơ và bỏ vào miệng, rồi từ từ tận hưởng vị thơm ngon của nó. 20. Bánh quýt rót sô cô la từ tiệm bánh Tatine, Nam Phở Lida. Họ làm món bánh này còn ngon hơn cả người Pháp. 21. Kem tươi đánh bông. Món này hơi béo một tí, nhưng rất thích hợp với những ai vừa trải qua một ngày tồi tệ và muốn thư giãn. 22. Quả bơ. Dùng thìa vết cạn đến tận vỏ. Hãy tìm những quả bơ còn hơi non tuy nhỏ nhưng vị lại ngon tuyệt. Bổ làm đôi và rắc lên trên một ít muối hoặc vài giọt cốt chanh. Món này còn ngon hơn bơ sữa nhiều đấy nhé. 23. Bánh mì từ Sở Folia Một ổ bánh mì này có giá 8,5 đô. Và bạn chỉ có thể mua nó ở thành phố New York. Nếu không nhanh chân nhanh tay bạn sẽ ra về tay không vì loại bánh này hết cực nhanh. Bánh được nhúng trong dầu ô liu và rắc muối. Mùi vị của nó khiến các loại bánh mì khác trở thành cực kỳ tầm thường. 24. Súp cà chua và phô mai nướng. Chắc hẳn bạn đã từng nếm món phô mai nướng và cũng từng ăn súp cà chua. Nhưng đã bao giờ bạn thử kết hợp hai món đó với nhau chưa? Chúng tạo nên một mùi vị có một không hai trên đời. 25. Món tu mo ly bắp ngô. Ăn món này giống như việc bạn mở món quà đẹp nhất của mình vậy. Bóc vỏ bắp để lộ miếng bột mịn bên trong, và bên trong nữa là lớp nhân ngon cực ngon.